xin đi thôi, dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái mang tên là Hội Hoa Dài. Rồi sao nữa? Sau khi tình yêu gian dở mất nỗi buồn thương, chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Loa Kéo Sài Gòn Duy Khương Audio. Thưa quý vị, hôm nay thì trung tâm Loa Kéo Sài Gòn lại có một chuyến giao hàng về tỉnh Long An, huyện Thủ Thừa. Thưa quý vị, hôm nay thì đường xá thì mình vào trong đoạn đường nhà vị khách này là anh Dương. Thì hai bên đường thì đó là sông nước. Đó, hai bên đường thì bên kia thì làm ngon lành, bên này chưa. Thì anh khách có nói là nếu như mình đi đường bên kia thì sẽ không có... đường đi qua, cho nên phải đi cái đường này nó hơi xấu chút xíu. Dạ, hôm nay mình đi trên cái đường này, quý vị, mình đã cảm nhận được là giống như mình nhớ quê hương của mình. Dạ, quê hương của em ngày xưa thì cũng nghèo giống y chang vậy nè. Dạ, không phải là nghèo, nhưng mà tại vì cuộc sống kinh tế từ thời xưa mà, thì nói cái vùng sâu vùng xa thì nó chưa được phát triển mấy. Dạ, bây giờ thì nó cũng hình như là Khương nghĩ thì ở đâu thì bây giờ nó cũng sẽ ổn bớt rồi, đúng không ạ? Đường đây thì gọi là đường tắt để đi vào nhà khách thôi, chứ không phải là đường chính ha. Dạ, đường đây thì mình nghĩ rằng vài năm nữa thôi thì Khương nghĩ là nó cũng phát triển lắm đó. Đất đai thì quá rộng. Rồi xin mời tất cả quý vị cùng với Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn nha. Trước quý vị đó là một vị người ta làm nông đó quý vị. Người ta chở ba cái rơm rạ đó. Đó, ta về người ta sẽ chất về nhà người ta ha. Đó, đường xá thì lâu lâu mới có cái nhà thôi. Rồi ok, xin mời tất cả quý vị cùng với Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn Duy Khương Audio đến nhà khách nha. Rồi ok. Ghê vô ha. Mình ghê vô luôn ha anh. Ghê vô luôn anh. Ok, chào anh. Dạ. Hồi nãy cho nó 8:15 em mới đi. Dạ. Đi này nó hơi... đúng rồi gần. Ồ, lọt không ta? Tới ăn cây lấy lại anh ơi. Tới ăn cây lấy lại. Rồi vô. Cầm ký đựng lên nha. Cầm ký luôn nha. Rồi, phê luôn không? Phê luôn không? Cho lên lên luôn, cho lên luôn chứ. Bây giờ lên luôn trên đó luôn cho nó tiện. Đường đó hai bậc khó lắm anh. Lần này tôi dở lên cái lên luôn rồi. Hai bậc lên cũng sớm. Lên luôn. À, rất là tiện. Là chú là ba của anh Dương hả? Ông già vợ, ông đi lãng tay đi. Dạ hả, ông già vợ hả? Dạ. Hai người nói hai bên cái bờ làm sao? Đúng rồi. Rồi ok. Rồi nghỉ ngơi miếng đi anh Thảo ơi. Nhưng không có vội vàng rồi đó. Rồi. Nghỉ ngơi miếng đi rồi chút xíu nữa cái mình test ha. Đó. Đúng rồi. Ra khui đi anh. KDC anh ơi. Rồi. Rồi cái này nó quánh, nó hát thì khỏi nói rồi. Rồi kéo nguồn điện đi anh. Rồi bây giờ mình sẽ test chắc âm nha quý vị. Test chắc âm. Coi
thử giống như mình quảng cáo chưa? Đó là cái men này là nó là màu, ở trên đó bữa nói là nó màu xanh đúng không? Thì cái men nó màu đen thôi. Ở trong mình giống nhau không gì hết. Cái màu thì đâu cũng quan trọng. Dạ. Cái màu không quan trọng. Thì đó, tất cả mọi thứ là nó y chang. Ha. Giống nhau là được. Đúng rồi. Còn là ok. Hồi bữa em đã nói là ví dụ như là cái van này, bữa em đã nói anh đúng không? Là van này, còn nếu như anh em có mang theo cái van số. Nếu anh thích thì em thay van số, còn không thích thì cứ để van này mình dùng. Đơn giản thôi. Cái van này với van số thì ví dụ anh thay van số thì cộng cho em 500 ngàn nữa. Còn để van này thì không cộng gì hết, tất cả mọi thứ y chang. Còn anh thích số thì số, còn thích này này. Đó, tùy theo anh. Rồi, thay cái van chi chang đi. Cái van chi chang đi. Vậy là thay cái van số đúng không anh? Ừ. Rồi, ok, vậy là lấy cái van số điện thoại. Tại bữa đó anh nói anh thay cái van. Thì đó thì mình phải mang số cho anh. Mang số anh rồi. Ví dụ như anh muốn gì thay đổi thì mình sẽ thay đổi nó dễ hơn không? Rồi, đúng rồi. Còn nếu van số thì em sẽ căn chỉnh hết lại. Ừ, tại vì cái không gian của nhà nó khác nhau hoàn toàn. Rồi. Ví dụ xài cái van số là buộc phải đến nhà mình để mình căn chỉnh. Cái không gian ở trên em nó khác, dưới này nó khác nhau hoàn toàn, không có nào giống được. Còn cái van cơ á là ví dụ như nó được cái là anh chỉnh theo cái gì mà mình nắt lên là nó hát thôi. Nó không có can thiệp cái EQ bên trong chiều sâu của nó nữa. Giống như em nói đơn giản như quả ổi thì mình để mình nhìn bên ngoài thôi thì mình thấy quả ổi, chứ mà anh muốn thì phải mổ bên trong. Mổ bên trong thì thấy hột, thì cái thằng văn số được cái là mình mổ luôn bên trong luôn. Đúng rồi. Anh muốn là bao nhiêu hột thì anh cho bấy nhiêu hột. Đúng rồi. Nó thiết kế sẵn hàng. Đúng rồi, mình cho nó mình can thiệp được. Đó. Cái men này là nhiêu sò vậy tôi? Cái này là 800W một kênh. Còn cái men này là 36 sò. Đúng rồi, 36 sò. Thì cái loại mà em đang bán cho anh là 32 sò. Là mà từ em bán là cái bát 40 á. Còn mình lên tới 50 là tới 36 sò. Thì nó quýnh nó gánh mới nổi cái súp 50 của mình. Còn anh muốn là em tháo ra cho anh coi ở bên trong cái gì thì anh yêu cầu thì em tháo hết cho anh coi. Rồi. Đó, anh muốn anh tháo tất cả bát bếp ở bên trong thì em sẽ làm cho anh. Thôi thì hả, nếu mà giờ anh tin tưởng Duy Khương hả? Dạ thì đó là tùy anh, chứ mà em nói là nếu anh tháo thì anh cứ báo rồi em mang lấy đồ em tháo cho anh thôi. Rồi. Dạ. Cũng như là giờ anh coi cái kênh của cưng thì nó đã lâu rồi. Dạ. Thì anh thấy cũng uy tín phải không? Dạ. Nhưng nếu giờ hả, nếu mà cưng ngày ráp rồi uy tín đối với anh thì được, chứ đâu có cần phải tháo. Không, tháo em gì có nghĩa là đúng rồi, em phải nói anh. Có nghĩa anh cần cái tháo cần cái gì em tháo cho anh coi. Chứ còn thật ra là em bán hàng là em nói sao là em nói cho anh vậy, em bán tụi mày được. Ví dụ như sau này anh xài 5-7 tháng năm gì đó, anh ưng bạn bè anh muốn tháo ra vẫn tháo thoải mái để mình coi được bên trong nó có cái gì. Rồi. Nha, không sao, y chang giống như em nói hay không. Rồi. Đúng không, bát là phải đít lòi viền xanh, ở bên trong nó có cái viền xanh nó u như nè, nó lòi ra một, đúng rồi, đúng rồi. Thì nếu như không có em trả cho em. Rồi, đúng rồi, y chang như là cưng review trong điện thoại anh thấy rồi. Đúng rồi, như là mình còn cái bát ở ngoài đó không anh Thảo? Mình có mượn bên này, nãy có bỏ cái bát dự phòng theo không? Rồi tí anh lấy cái bát dự phòng cho anh coi. Đi cái bát lấy dự phòng cho anh coi. Rồi ok, thưa quý vị, bây giờ là khách sẽ yêu cầu là bữa em đã tư vấn cho khách thì khách anh vừa nói là cứ mang cái van cơ lên cho anh coi, nếu anh cảm thấy mà không hài lòng thì anh sẽ đổi qua cái van số. Thì mình cũng tư vấn rõ cho khách để khách hiểu. Thì thú thật với quý vị là van cơ van số thì nó khác nhau hoàn toàn nha. Số thì mình can thiệp được EQ tận bên trong luôn, mình muốn echo reverb tất cả mọi thứ như thế nào mình can thiệp được ha. Còn van cơ thì được cái là nó sẽ tích từ cái EQ của mấy cái âm ly ha, thì nó sẽ cao cấp hơn cái âm ly nhưng mà nó không qua được cái van số đó. Anh Dương, van số mình là mới 100% nha, tất cả mọi thứ là khu thùng hết nha, hàng của em là hàng khu thùng hết chứ không có hàng cũ nha. Đặc biệt bán là hàng, cái van kia cũng vậy, cũng là hàng khu thùng hết á đó. Đó rồi gắn vào đó, rồi bây giờ mình sẽ gắn vào, mình sẽ xét chất âm nha. Rồi xin mời quý vị chúng ta cùng nghe chất âm nhé. Rồi ok quý vị nha. Thì bây giờ mình sẽ tháo bát của mình có đem theo để cho khách coi, để khách sẽ biết được ha, là bên trong mình ráp cho khách là cái gì. Đó. Mình bán hàng nhưng mà mình phải cho khách coi, khách hiểu. Đó, tất cả mọi thứ là đều là khui thùng ha. Đó. Thì anh kỹ thuật tài xế, anh sẽ tháo buông bát hết ra để cho anh Dương anh coi. Đó, để mình biết được. Đó, thì cái bát của anh y chang ở trong đó là y chang vậy. Được chưa? Đó, cái bát của anh ở trên đó nó sẽ y chang vậy. Nó không khác gì hết. Nha. Đó, thật chưa? Đúng chưa? Rồi, ok. Rồi, cho anh bưng cầm lên cho nó với đồ nặng như tự anh cầm. Không, cầm cái giỏ thôi, cầm cái bát này thôi, đúng rồi. Nặng lắm, đúng rồi.
Dạ, nặng mà. Ok chưa? Màu hai cái giống vậy đó. Đó thì anh biết cái nãy anh giác cái lo nó nặng cái nào. Anh nhớ là tất cả nó nặng hay không là do cái từ này nè. Cái từ này nó phải nặng, đúng rồi. Nó nặng thì nó mới đủ để nó quýnh cái cho anh ra đẹp nữa. Với cái màng của mình nó tốt nha. Dạ. Quan trọng là cái âm thanh là cái cụ từ nó dày. Nó dày. Và thứ nhất là cái sườn này á, nó là sườn nhôm, sườn sườn sắt. Nha, sườn sắt là không được. Nó là sườn nhôm. Đó. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ set cái vang số cho anh.
Về miền Tây là phải như thế này nha. Giờ xin phép cả nhà mình em review cả nha. Đó. Hôm nay em giao loa xong thì nhà anh Dương có đãi cho em là thật sự là toàn là món cây nhà lá vườn thôi nha. Chị ơi, cái này là cái gì chị? Gà. Gà làm gì? Gà chiên. Gà chiên, rồi. À, chúng ta có thịt, chúng ta có rau, rau này rau vườn phải không chị? Đó, rau vườn nha. Còn này canh, cái này là canh chua phải không chị? Lẩu chua phải không? Wow. Đó, lẩu chua này cá đuôi hồng phải không chị? Đó, ngon chưa? Tôm. Mẹ tôm nhà ha, tôm mua vậy? Mua hả? Trời chưa, tất cả quý vị là mình giao hàng xong. Gia đình của anh Dương đãi cho mình một bữa trưa. À, để mình ăn xong là mình đi về lại Sài Gòn. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Rồi, bây giờ em ăn xong thì em đi về nha. Cảm ơn anh Dương nha. Ok, quay luôn. À, giờ thưa tất cả quý vị, từ sớm giờ thì tất cả quý vị cũng đã xem cuộc hành trình của Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn Di Khương Audio vào tận nhà anh Dương. Thưa tất cả quý vị, thì hầu như là quý vị, nếu mà quý vị đã xem những sản phẩm của Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn đến nhà khách thì chắc có lẽ là cái sản phẩm này là Di Khương vào nhà khách thì nó hơi vất vả chút xíu. Nhưng mà không sao quý vị, lao động là vinh quang. Cho nên là được tất cả quý vị yêu thương thì cho dù có xa như thế nào, đường có khó đi như thế nào thì Di Khương vẫn đi đến nhà. Quan trọng là con đường đó được cho phép mình lưu thông qua thì Di Khương sẽ đến. Thì ngày hôm nay thì thưa tất cả quý vị là Khương đến một đoạn đường đây, từ ngoài đường vào đây cũng rất là xa, mà đường thì rất là vắng. Thì nhà anh Dương tận trong khu này, cho nên đó là này Khương vào trong đây thì Khương cảm nhận được rằng là tất cả mọi người rất là yêu thích về âm thanh. Cũng hy vọng rằng những cái sản phẩm của Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn Di Khương Audio sẽ đến tận nơi, tận nhà của mình như thế này nữa để Khương bàn giao nha. Hôm nay Khương có mặt tại nhà của anh Dương để Khương bàn giao một sản phẩm, thì Di Khương mời tất cả quý vị chúng ta vào bên trong để Di Khương giới thiệu sản phẩm này để quý vị xem là cái sản phẩm này nó như thế nào nha. Rồi, thưa tất cả quý vị, cũng thường lệ như mọi ngày thì quý vị đã biết là cái sản phẩm này á thì em đã bán cũng khá là nhiều trong cái năm vừa qua rồi. Bát của chúng ta là bát 50 nha, 220%. Rồi, vẫn là thương hiệu của KDC Audio quý vị nhé. Rồi, tiếp chúng ta thì thưa tất cả quý vị, tất cả những linh kiện, tất cả mọi thứ thì Khương đã nhập khẩu 100% nha. Bát và tép và vang và mic thì tất cả linh kiện chúng ta nhập khẩu. Rồi riêng cái em men này á thì thưa tất cả quý vị, men là men linh kiện nhập khẩu và lắp ráp Việt Nam nha. Men này, cái mẫu này với có tên là em thường thường hay bán là, thưa tất cả quý anh chị, là D4800 nha. Và rồi nha, Vlut nha. Xin lỗi quý vị, D4800 Vlut nha. Thì cái sản phẩm này á, thì cái men này á thì em bán cho những cái dòng loa 5 tấc mà khách đã xài Đồng Tháp nè. Rồi xài Đồng Tháp, rồi em nhớ, nói chung là em chỉ nhớ cái mẫu Đồng Tháp vừa rồi bán gần nhất thôi. Thì cái sản phẩm này khách xài cũng gần được năm rồi đó, nhưng mà tất cả mọi thứ đều ok ha. Ván chúng ta là ván ép nhập khẩu
Malaysia nha. Rồi, thưa tất cả quý anh chị, mình nói lại trep nè, nãy mình chưa nói nha. Bát chúng ta là bát 50, 220 con 100 lít lợi viền xanh, trep chúng ta trep 750 và men là 36 sò. Và tất cả quý anh chị là vàng cờ lai số, vàng này là vàng số GBL. Vàng số GBL nha. Vàng này thì em bán rất là nhiều rồi, thì không suy nghĩ rồi. Cái vàng này em bán hơn như thị trường bây giờ tầm vài trăm cái rồi đó. Đến nhà khách rồi ha. Vàng này bán rất là nhiều. Và một micro sure AT 20 2233 nha. Đó, 22333. Rồi cái bộ mic mà em đã hát từ sớm giờ test cho quý vị đó. Và cái máy tính này thì em sẽ set với cái vàng số này. Thì tất cả mọi thứ thì em đã bàn giao tại nhà khách. Và chúng ta có bốn bánh xe lớn nha. Chúng ta đẩy tới đẩy lui. Và chúng ta sẽ có phiếu bảo hành đây. Quý vị mua thì chúng ta sẽ có phiếu bảo hành nha. Quý vị chờ Khương tôi xíu. Rồi. Anh camera anh quay nè. Rồi chúng ta mua thì chúng ta sẽ có phiếu bảo hành trên sản phẩm của chúng ta nha, ngày tháng thì mình sẽ ghi hết trên đây ha. Ok. Sản phẩm này sẽ được bảo hành cho tất cả quý vị chúng ta là 1 năm và linh kiện chúng ta sẽ được 3 tháng. Và nếu mà quý vị linh kiện này 3 tháng chúng ta hư cái nào đổi cái mới luôn cho quý vị nha. Rồi. Ok anh Dương ơi, đâu mất tiêu rồi? Anh Dương ơi. Anh em gặp nhau một tí. Anh đi làm gì ta? Đó, nhà anh Dương là bán tạp hóa nha quý vị. Anh Dương đang làm môi thì mình sẽ mời anh Dương gặp gỡ quý vị tí xíu nha. Gặp anh Dương, anh gặp gỡ quý vị để anh cảm nhận được là như thế nào. Khương bán hàng thì Khương sẽ nhờ được sự khách hàng họ chia sẻ. Ok, chào anh một cái nha. Dạ. Trước mắt là em chân thành cảm ơn anh đã luôn đồng hành với trung tâm của Loa Kéo Sài Gòn và Duy Khương Audio. Thì sự nhiệt tình của anh thì cũng như Khương cũng vậy thôi, cũng anh coi kênh em thì anh đã biết rồi, thì kênh em thì hầu như mọi nơi đâu em cũng đến cho dù khó khăn như thế nào. Rồi anh bây giờ cái cơ duyên như thế nào mà anh tìm đến của là cái Sài Gòn Duy Khương Audio bao nhiêu lâu rồi, anh có thể nói cho tất cả quý vị đang xem để quý vị hiểu. Rồi alo. Nói chung là Sài Gòn, cái trung tâm Loa Kéo Sài Gòn của Duy Khương là tôi đến mến mộ này là hình như là gần 1 năm rưỡi. Nói chung là hàng, mặt hàng của Duy Khương rất là ok. Bởi vậy nên là tôi thấy mặt hàng của Duy Khương ok nên tôi đầu tiên thì nói chung là cũng thích, muốn mua. Nhưng mà cái lựa chọn rất là lâu, nhiều mặt hàng ở nhiều cửa hàng khác. Nhưng mà thấy cũng như cái dạng mình nói là người ta mua mình phải đi tới chỗ, hoặc là người ta giao là người ta không có test, không ấy gì hết. Về nhà mình chỉ có là kêu người ta chỉnh sửa thôi, chứ không có là người ta không test thử cho mình nghe. Còn cái này là Duy Khương cũng tận tình tới gia đình, rồi Duy Khương test chất âm đâu đó rồi rất là ok, tôi rất là hài lòng. Thì cuối cùng là tôi cũng xin chúc cho Duy Khương cũng cái một ngày càng thành công hơn, rồi đáp ứng được nhiều nhu cầu cho khách hàng hơn, rồi mong khách hàng cũng ủng hộ Duy Khương xin hết. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thú thật là anh bây giờ anh có thừa nhận với em là để mà bán được một cái sản phẩm thì tất nhiên mình phải đến tận nhà đúng không? Đúng. Và hầu như là mình đến tận nhà đó, nhưng mà mình phải test. Đó. Phải test và ví dụ như phải mọi người phải hài lòng. Chứ còn ví dụ như âm thanh nó là muôn màu. Nhưng quan trọng mình bỏ một cái số tiền ra nó không phải là cái số tiền ít. Đúng. Nhưng mà ví dụ mình mua hàng trên mạng nhưng mà thật ra là mình phải đến tận nhà để mình trải nghiệm và cho khách hàng hài lòng. Thì đó là cái điều quan trọng nhất đúng không? Khi khách hàng hài lòng thì mới ok được, chứ giờ mình mua món hàng ở trên mạng mà giao tới còn không đến được nhà thì rất là khó khăn. Đúng không? Thế có nhu cầu bây giờ đúng không? Đó, nhờ cái đó là anh rất là bận tâm lại cái khoản đó, tại vì nếu mà Duy Khương mà lên tới nhà của anh mà test chất âm được như vậy là bảo hành cho anh như vậy thì anh rất là cảm ơn Duy Khương. Dạ, cảm ơn anh nhiều đó nha. Rồi, chúc em chúc mến chúc cho anh và gia đình anh có sức khỏe, cuộc sống gặp nhiều may mắn và luôn thành đạt nha. Và nếu mà tất cả quý vị nào mà bà con dòng màu của anh có mua loa thì nhớ đến Duy Khương Audio nha. Rồi, nhất định anh sẽ giới thiệu giúp Duy Khương. Ok. Duy Khương nhiều. Dạ rồi, anh cứ làm công việc của anh đi nha. Rồi, sớm giờ thì quý vị cũng đã nghe những lời chia sẻ của anh Dương. Thưa quý vị, Khương bán hàng thì hầu như Khương nhờ tất cả quý khách hàng đón nhận và chia sẻ và cảm nhận nha. Chứ nếu mà mình bán một món hàng mà nếu mà bán ở trên mạng thì hầu như là nếu mọi người xài thì mọi người sẽ biết được cái sản phẩm như thế nào, thì trong khi cái thời gian mà quý vị xài đó quý vị sẽ hiểu. Và nếu quý vị nào mà chưa mua thì chúng ta cứ nghe lời những, đây là Duy Khương không bán hàng, là Khương nói là Khương bán hàng hay đâu, nhưng mà khách
tự cảm nhận cái sản phẩm để khách nói với tất cả quý vị, chứ mình không thể nào mình nói được. Cho nên là người ta bỏ đồng tiền ra mà, người ta đâu có thể nào người ta dối lòng được, quý vị công nhận điều đó không? Thì địa phương đâu có mua chuột gì đâu. Cho nên tất cả mọi thứ đều là khán giả và tất cả mọi người cảm nhận và mua đồ mua hàng của mình Khương ha. Và quý vị nên lưu ý nè, tất cả những âm thanh bán trên thị trường bây giờ, Khương nói tất cả quý vị, nó có rất là nhiều muôn màu nha quý vị. Cho nên là quý vị mua hàng, quý vị hãy cân nhắc thật kỹ để quý vị chọn cái trung tâm nào mà quý vị cảm giác là trung tâm đó sẽ uy tín thì quý vị mua nha. Chứ thời buổi giờ Khương chỉ nói tất cả quý vị là hầu như cái tỷ lệ bây giờ mà họ bán một món hàng ở trên thị trường á, thì thật ra là nếu như cách phục vụ của Khương như thế này thì hầu như những nơi khác họ phục vụ cũng rất là ít. Tại vì thiệt với cái hàng họ bán như thế nào thì họ đâu có dám phục vụ như thế đó, đúng không? Cho nên là Khương đâu có sợ. Tại vì Khương là có một người địa phương khác mà Khương đến nơi đây. Nếu mà Khương bán món hàng mà không hợp lý thì chắc chắn một đời Khương sao Khương đi về được. Và người ta trả tiền cho Khương được. Cho nên là còn nơi khác họ bán hàng thì cái hàng của họ như thế nào thì họ mới không dám đến, đúng không? Ví dụ như họ đến thì họ cũng sẽ như thế nào. Cho nên là quý vị mua một cái hàng nào thì quý vị hãy cân nhắc nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Duy Khương cũng mến chúc tất cả quý vị chúng ta có một ngày mới tốt đẹp và an lành. Và hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đồng hành với Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn. Nếu quý vị nào chưa mua loa thì chúng ta hãy đăng ký kênh đi để ủng hộ cho Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ có nhà ý thì chúng ta cứ alo cho Trung tâm Loa Kéo Sài Gòn Duy Khương Audio nha, qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhé, 0917929879 nha. Có nhân viên sẽ hỗ trợ và tư vấn cho tất cả quý vị chúng ta nha. Và cảm ơn tất cả quý vị chúng ta rất nhiều. Và sản phẩm này cũng là sản phẩm mà Duy Khương bàn giao tại nhà khách. Và xin nói lời tạm biệt tất cả quý vị. Và Duy Khương hẹn tất cả quý vị chúng ta sản phẩm sau. Và xin phép nói lời tạm biệt tất cả quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều.